Dạ vâng, rất nhiều các bác khách gọi qua bên em hỏi có những cái dòng dây của Nhật bãi không như bác nhá. Đấy, hôm nay thì cái này thì là em tìm được trong kho, chứ còn nhà em thật các bác chứ làm gì có dây Nhật bãi về đâu. Đấy, coi đoạn dây đấy em đo luôn nhá. Cái này thì em đang hiện tại em đang gấp vào nha mọi người nhá, gấp đôi vào dây này. Đấy, em đo ở đây thì cỡ của nó là 83 cm đây nhá. Mà dây em không căng thẳng ra, không căng hết ra nhá, vẫn để lòng khòng này. Đây mọi người nhá. Vẫn để gấp khúc lòng khòng này, mà đây thì đo được là 83 cm. Đấy, tức là nếu của nó sẽ rơi là vào 1m6, hơn 1m6 một sợi nha các bác nhá. Đấy, hơn 1m6 một sợi mà đây là 2 sợi nhá. Đấy. Và cái điểm đặc biệt của cái con này nó chính là đây, nó bên kia họ đã đấu cho mình sẵn những cái đầu như này, về mình chỉ việc cắm vào rắc loa thôi. Quá là tiện và thật các bác, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy. Cái này là dây hàng bãi của Nhật nhá. Với dây bãi Nhật thì các bác yên tâm rồi. Cái lõi đồng của nó thì phải nói là cực kỳ là dày. Đây, em mở ra xem này. Hơi bóng đúng không? Đây, mọi người có nhìn rõ không nhỉ? Đây mọi người không? Dây đồng này nhìn rất là sáng và dày luôn, tức là cái lõi của nó cực kỳ dày mà toàn là dây đồng nhá, không như dây Việt Nam của mình đâu. Dây Việt Nam mình thì phải thật sự là đắt tiền các thứ thì may ra mới được dây đồng, còn không thì toàn là dây bằng cái chất liệu gì không biết nữa. Đấy, mà con này thì nó đã đấu sẵn này rồi, về các bác nếu mà loa của mình là giáp bắp chuối thì mình chỉ việc cắm vào, còn loa cài thì mình cứ ở ấy xong mình nhét cái đầu này vào đều vừa hết nha các bác nhá. Thế nó chế cháo rất là thông minh luôn. Đấy, thì cái dây này là hơn 1m6 một sợi như các anh nhá. Dây này em để cho các bác giá là 590.000 cho bộ dây này, cho đôi dây này. Bác nào mà thích dây của bãi Nhật này, dày cực, dày lõi của nó cực to luôn nhá. Đấy, thì báo em. Số điện thoại của em là 0966 594181. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Một đôi duy nhất, không có đôi thứ hai, em khẳng định mọi người luôn, bởi vì những cái dây bãi này không phải lúc nào cũng có đâu nhà em. Có ai mà đặt được đâu ở các bác. Đấy, mà thi thoảng mới lâu lắm mới về được một bộ thôi. Dạ vâng nhá, em xin cảm ơn ạ.